Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Roden. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Yêu Giả Hóa Thật của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nhật Minh khi ấy trong đầu cũng tự hỏi cô gái mà bản thân vừa nhìn đã yêu là sao. Chỉ vài giây phút lắng đọng suy nghĩ, không hiểu sao dáng vẻ của An Chi lại hiện ra trong đầu của anh. Ngay lập tức, Nhật Minh liền sực tỉnh mà ngồi thẳng dậy. Anh thật sự không hiểu bản thân đang bị cái gì nữa. Tô Ngọc Dung thấy thái độ kỳ lạ của con trai thì liếc qua hỏi: "Sao? Lại nhớ ra cô nào à?" Nghe hỏi vậy, Nhật Minh lần đầu tiên có cảm giác chột dạ. Anh quay qua bà mà vội lảng sang chuyện khác. "Được rồi, không nói chuyện này nữa. Con qua đây hỏi mẹ, sao đợt này không thấy mẹ cùng mấy người bạn tụ họp một chút? Hoặc đi đâu đó chơi ra đi, con lo toàn bộ chi phí, mẹ có thể rủ thêm bạn." Tô Ngọc Dung nghe vậy, nhìn anh bằng một ánh mắt có phần nghi hoặc. "Nhật Minh, có phải là con đang tính toán cái gì phải không?" Anh khẽ cười một cái. "Không có, con chỉ nghĩ độ tuổi này của mẹ nên vui vẻ nhiều hơn, cuộc sống tận hưởng, đừng lo nghĩ gì đến những cái khác nữa." Tô Ngọc Dung nghe anh nói càng thấy sự khác lạ mà gắt nhẹ. "Tốt nhất đấy là đừng có vòng vo nữa. Rốt cuộc là con muốn nói cái gì?" Nhật Minh nhìn bà, anh dần thu nụ cười của mình lại, trầm lặng một hồi rồi mới lên tiếng: "Mẹ, đừng làm khó An Chi nữa." Tô Ngọc Dung lúc này sững lại vài giây, sau đó bà ta chột dạ mà gắt gỏng để lấp liếm: "Mẹ làm gì khó với nó nào? Chu Nhật Minh, có phải là con quỷ đấy đã nói gì với con không? Rốt cuộc nó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà con và ông ấy đều bênh nó vậy?" Anh đặt tay lên bàn tay của mẹ mình, giọng nói trầm đều: "Em ấy không hề nói gì cả, cũng chẳng có bùa mê thuốc lú nào. Chỉ là trong lòng mẹ trước giờ không buông bỏ được chuyện cũ mà thôi. Mẹ, con biết là mẹ đã từng hận người phụ nữ đó rất nhiều. Mẹ có thể đã nghĩ cô ta muốn cướp đi người đàn ông của mình, phải có hàng trăm lý do để ghét một người chen chân vào hạnh phúc của mẹ. Nhưng An Chi, em ấy vô tội. Em ấy không có lỗi trong chuyện này. Người phụ nữ ấy cũng đã không còn nữa rồi. Nhưng mẹ đến bây giờ chẳng phải vẫn còn ba, còn hai đứa con. Chúng ta sống trong một ngôi nhà dù bận bịu thế nào, nhưng chưa hề bỏ bữa cơm gia đình. Như vậy chẳng phải là vẫn rất tốt hay sao? Nhưng mẹ nhìn An Chi xem, em ấy chỉ là một nạn nhân trong chuyện này, phải chịu những năm tháng cơ cực chỉ có một mình. Nếu như ngay cả những người thân duy nhất còn lại cũng chối bỏ em ấy, vậy thì An Chi thực sự rất đáng thương." Tô Ngọc Dung bị những lời nói của anh làm cho tâm trí thêm hỗn độn. Bà gạt tay anh ra, sau đó đứng dậy mà quay đi hướng khác. "Con có thể xem nó là người thân, nhưng mẹ thì không. Để nó bước chân vào cái nhà này, như vậy là đã có tình nghĩa lắm rồi. Mẹ thấy mệt, mẹ muốn nghỉ." Nhật Minh nghe vậy chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy, nhìn đến bóng lưng của bà, giọng nói đều đều: "Mẹ, sau này chuyện công ty mẹ đừng đụng tay vào nữa." Tô Ngọc Dung kinh ngạc quay lại nhìn anh: "Con nói gì? Chu Nhật Minh, thái độ như vậy của con là có ý gì đây? Chưa nói đến mẹ là mẹ của con, mà chỉ riêng cổ phần của nhà họ Tô trong công ty thì con không có quyền nói mẹ như vậy." "Nếu mẹ muốn, con có thể rút ra cho mẹ." "Nhật Minh." "Mẹ, Thiên Mỹ Hương là tâm huyết của ba, là sự đầu tư của ông bà ngoại, cũng là sự nghiệp của con. Con sẽ không cho phép ai gây tổn hại đến nó. Mẹ lại vì tư thủ cá nhân mà không màng đến lợi ích của công ty. Đó là ích kỷ đấy. Mẹ hãy nghỉ ngơi đi." Nói rồi, anh cũng quay người trở ra ngoài. Hai chữ nghỉ ngơi mà Nhật Minh nói đến thật sự có quá nhiều ý tứ. Khi cánh cửa đóng lại, Tô Ngọc Dung vẫn còn đứng bần thần đấy, hốc mắt dần trở nên đỏ hoe, sau đó mấp máy nhỏ: "Buông bỏ chuyện cũ, con nghĩ dễ lắm sao? Nhật Minh, con không hiểu đâu."
Cả người Tô Ngọc Dung bỗng run lên, một thoáng sợ hãi lộ rõ trong ánh mắt. Bà ta chậm chậm ngồi lại xuống ghế, bàn tay đặt lên đùi mình mà vo lại. Bên tai văng vẳng giọng nói từ đã lâu. Bà chủ, bà chủ. Tô Ngọc Dung ở phòng khách đứng ngồi không yên, nghe được tiếng gọi liền vội vàng đi ra phía cửa. Dì Lý, sao rồi? Dì ta thần sắc hoảng loạn, gương mặt tái nhợt, còn dính lem luốc một chút nhỏ đen. Bà chủ, Thiện An cháy lớn rồi. Cháy lớn sao? Chúng tôi vốn định muốn bắt con bé An Chi đưa đi chỗ khác, nhưng không ngờ nó lại phát hiện ra. Trong lúc giằng co, vô tình khiến một ngôi nhà bị cháy, dập không kịp, lại sợ bị phát hiện. Thế nên... Tô Ngọc Dung kinh sợ lùi lại phía sau. Cháy toàn bộ sao? Vâng, toàn bộ. Khi đó là nửa đêm, tất cả đều đang ngủ say, có lẽ không ai chạy thoát được. Vậy còn con nhỏ An Chi? Bà chủ, lúc đó cháy lớn, chúng tôi đều cố thoát, nhưng khi đó An Chi vẫn còn kẹt ở bên trong, có lẽ nó cũng không qua khỏi. Tô Ngọc Dung nghe điều đấy lại mỉm cười, nhưng nụ cười càng nhìn lại càng như mếu. Bà ta cả người run rẩy quay lại phía ghế ngồi xuống, bờ môi mấp máy mãi mới có thể nói được. Nó không còn là được rồi, chuyện này sẽ không ai biết. Dì Lý nhớ lấy, chuyện ngày hôm nay dì không biết gì hết, sau này cũng không được nhắc lại. Vâng, bà chủ. Trong căn phòng sang trọng đã thay đổi khá nhiều so với lúc xưa, nhưng chỉ có người phụ nữ ngồi đấy vẫn còn chìm vào nỗi sợ của quá khứ. Tô Ngọc Dung trong lúc hoảng loạn bỗng chợt sực nhớ ra một điều. Không đúng, nếu như năm đó nó đã chết rồi, vậy thì An Chi này là giả. Nếu như năm đó nó chưa chết, biết sự thật mà vẫn trở về đây, vậy chắc chắn là có mưu đồ. Không được, mình nhất định phải điều tra ra chân tướng sự việc, thân phận thật của nó là ai. Tô Ngọc Dung sau đó vội lấy điện thoại bấm gọi cho ai đấy, nói chuyện một hồi rồi tắt máy, nắm chặt cái điện thoại trong tay. Ngày hôm sau, trên các trang mạng truyền thông, báo chí đưa tin tức về công ty Yên Thái cùng gã giám đốc Lưu Tôn Thái đã bị sa lưới. Qua những ngày điều tra, cảnh sát đã nắm giữ đầy đủ bằng chứng làm ăn phi pháp của công ty. Sau sự việc đó, khiến nhiều nhà đầu tư vào Yên Thái bị mất trắng tiền, thị trường bất động sản được một phen nhốn nháo. Thôi xong rồi, tiền của tôi thế là bay theo gió luôn rồi. Cũng may hôm trước, có nhân viên bên đó gọi điện cho tôi mời đầu tư, nhưng tôi từ chối vì có tiền đâu mà đầu tư. Nhưng tại sao Yên Thái đang yên đang lành lại bị sờ gáy vậy? Nghe nói giám đốc bên đó cũng có quan hệ tốt lắm mà. Chắc là đắc tội với ai sao? Đợt này thị trường tiền loạn quá. Vừa nghe tin đại gia Phan Thanh Bình bị nhà vợ từ mặt vì ở bên ngoài thích gặm cỏ non, giờ vỡ lẽ ra ông ta chỉ còn cái xác, chứ bên trong rỗng tuếch rồi. Câu chuyện của các nhân vật có tiếng ở thương trường trở thành đề tài nóng hổi trong phòng hành chính của Thiên Mỹ Hương. Chu An Chi ngồi bàn làm việc tách biệt với bọn họ, dường như không quan tâm đến câu chuyện phím ấy, nhưng bên tai của cô không bỏ sót chữ nào. Sau sự việc ngày hôm nay, An Chi dường như cũng đoán được ai là người tạo nên. Cô nghĩ Chu Nhật Minh này quả thực là đáng sợ, không phạm đến không sao, nhưng một khi đã phạm đến thì giải quyết tất cả trong chớp mắt. Nếu vậy thì chuyện đánh cháo bản báo cáo chắc hẳn Nhật Minh cũng sớm biết là ai. Vậy tại sao lúc đó anh lại không muốn điều tra sâu? An Chi bắt đầu lo lắng. Mặc dù đã loại được Hạ Vân, nhưng hiện tại cô vẫn dưới trướng của Võ Bội Ngọc, chịu sự kìm kẹp của chị ta. Mà phía Nhật Minh lại không hề có động thái dứt khoát. Cứ như vậy cô sẽ khó tiến xa hơn. An Chi lại toan tính dần trong đầu. Buổi chiều hôm đấy, cô chủ động đến phòng của giám đốc, đưa tay lên gõ cửa. Một lúc sau, bên trong vọng ra tiếng: Vào đi. Khi ấy cô mới đẩy cửa mà đi thẳng vào bên trong, trên tay cầm theo một tệp tài liệu, tiến lại phía bàn làm việc rồi đặt xuống. Giám đốc, bản báo cáo tôi đã làm lại rồi, biết là đã muộn nhưng vẫn muốn nộp cho anh. Nhật Minh ngồi đó từ lúc cô bước vào vốn không nhìn lên lấy một cái. Khi cô nói xong, anh cũng chỉ hời hợt trả lời: Được rồi, để đó đi. An Chi nhận ra thái độ có phần hơi khác lạ của anh, sau đó cô dè chừng mà hỏi: Giám đốc, bên phía ngài Faris đã có tin tức gì chưa? Đã câu thứ hai rồi, nhưng Nhật Minh vẫn không hề có ý định nhìn cô lấy một cái. Anh vẫn tập trung viết gì đó trong tài liệu trên bàn của mình. Chưa thấy, nếu có tin gì tôi sẽ thông báo cho toàn thể công ty.
An Chi thấy anh dường như đang cố tránh cô thì phải, nhưng cũng không tiện hỏi thêm, chỉ đành cười gượng mà gật đầu rồi quay trở ra. Khi cô vừa đóng cánh cửa lại, ánh mắt cũng trở nên xa xăm, dường như có một chút lo lắng. Không lẽ anh ta đã nghi ngờ gì rồi sao? Lúc này ở bên trong phòng, Chu Nhật Minh mới ngẩng mặt nhìn ra phía cửa. Anh quăng cây bút lên bàn, sau đó thở mạnh một tiếng mà ngả lưng vào thành ghế. Sau những cái suy nghĩ bất chợt của tối qua, Nhật Minh cảm thấy quả thực bản thân mình có vấn đề, nảy sinh ra trạng thái né tránh cô. Anh nhắm mắt lại, cô hít một hơi sâu mà tự độc thoại. Chu Nhật Minh, mày cần tỉnh táo lại đi. Những ngày sau đó, Nhật Minh tránh mặt cô một cách rõ ràng. Khi nhà có đụng mặt nhau thì còn không nói nổi với nhau đôi ba lời. An Chi trong lòng đối với thái độ này của anh tỏ ra lo lắng, nhưng thật tâm có một chút cảm giác hơi tức ở lồng ngực. Tối đấy trong bữa cơm gia đình vắng mặt Chu Nhật Minh, Tô Quang Lẫm cùng Tô Ngọc Dung vừa ngồi vào bàn, nhìn thấy sự trống vắng liền hỏi: Nhật Minh đâu? An Chi ngồi đấy cũng trả lời: Hình như anh ấy chưa về. Di Lý lúc này vội vàng chạy đến mà lên tiếng: Ông bà chủ, cậu chủ có gọi điện về nói tối nay không ăn cơm ở nhà. Nó tăng ca ở công ty sao? Cô nghe hỏi liền đáp lại: Không, khi nãy con thấy anh ấy lái xe rời khỏi công ty rồi. Tô Ngọc Dung im lặng nãy giờ khi ấy mới lên tiếng: Kệ nó đi, mấy hôm trước tôi vừa nói chuyện với nó về việc dành thời gian đi hẹn hò với các cô gái đấy. Có lẽ hôm nay chắc lại đi ăn với cô nào rồi. An Chi nghe vậy bỗng sững lại, nhưng chỉ là thoáng qua rồi cũng biến mất. Có điều hình như lòng cô cảm thấy hơi khó chịu, không hiểu vì đâu. Chu Quang Lẫm sau khi nghe nói vậy thì cũng gật đầu vẻ khá tán thành. Ừ, nó cũng 30 rồi, cũng đến tuổi lập gia đình. Thời gian qua tôi cũng để nó chuyên tâm vào công ty quá, suýt chút nữa thì quên mất. Chu Ái Phương thì lại tỏ ra khá hời hợt: Anh mà chịu đi hẹn hò thì chắc là trời sập. Ngọc Dung liếc mắt nhìn sang con gái của mình gắt nhẹ: Con bé này biết cái gì mà nói, anh con cũng là đàn ông đấy, hẹn hò thì có gì mà lạ. Chu Ái Phương không nói gì, chỉ nhún vai một cái, sau đó cầm đũa lên mà dùng bữa. Chu Quang Lẫm cũng lên tiếng: Được rồi, kệ nó đi, mau ăn thôi. Lời vừa dứt, bàn ăn cũng vang lên những âm thanh của bát đũa đụng vào nhau. Tô Ngọc Dung khẩy vài hạt cơm đưa lên miệng của mình, thi thoảng ánh mắt lại lén nhìn qua cô. Mãi một lúc sau mới ra vẻ vô ưu hỏi: An Chi này, dì nghe nói quê của con ở Yên Phú, tỉnh Đê phải không? Câu hỏi của bà ta khiến cô khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó cô tỏ ra bình thường mà đáp lời: Dì nghe ở đâu vậy? Có nhầm không? Quê con đúng là ở tỉnh Đê, nhưng là ngữ Phú. À, vậy chắc dì nghe nhầm, cũng là Phú cả mà. Ở đó con không có người thân nào sao? Khi mẹ con còn sống có từng nhắc qua một chuyện, nói rằng ông bà ngoại đã từ mặt mẹ con vì một chuyện gì đó. Con cũng chưa từng được gặp ông bà ngoại, cũng không biết ông bà là ai. Vậy sao? Dì Dung, sao hôm nay dì lại hỏi chuyện này? À không có gì, chẳng là dì đang nghĩ nhiều năm qua con làm sao sống một mình được, nên quan tâm một chút thôi. Sau khi mẹ con mất thì con được đưa vào trại trẻ mồ côi. Mấy năm sau trại trẻ Thiên An bị cháy, con may mắn được một người bạn cứu mới thoát nạn. Sau đó thì ba đã đưa con sang Pháp. Tô Ngọc Dung lúc này thần sắc không ổn định, liếc nhìn lên cô mà thăm dò: An Chi, năm đó Thiên An sao lại cháy lớn như vậy? An Chi nghe vậy nhìn chằm chằm vào bà ta, ánh mắt dường như đang muốn áp chế cả tâm tư của Tô Ngọc Dung. Lúc đó nửa đêm con được bạn gọi dậy rủ đi vệ sinh, sau đó phát hiện có trộm. Bạn con bảo con đi tìm người đến cứu, nhưng lúc quay lại thì đã cháy lớn như vậy rồi. Nói vậy là con đã chạy ra trước khi trại trẻ bị cháy sao? Vâng. Tô Ngọc Dung trở nên suy tư, mà Chu Quang Lẫm khi ấy lại lên tiếng: Được rồi, chuyện cũ rồi, đừng khơi lại nữa, mau ăn đi. Mọi người sau đó cũng không ai nói gì thêm, chuyên tâm mà dùng bữa. Chỉ có Tô Ngọc Dung vừa khẩy từng hạt cơm vừa nghĩ ngợi đủ điều. Thời điểm ấy, tại một quán pub với ánh đèn mờ ảo, ở vị trí bàn chính giữa gian, Chu Nhật Minh ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sofa,
trên tay cầm ly rượu khẽ lắc nhẹ rồi đưa lên miệng uống, dáng vẻ suy tư đặt ánh mắt vào một khoảng không vô tận. Kỳ thực trong các quan khách ngồi ở đây, vị trí của bàn chính giữa dường như được phát sáng bởi tôn dung của người đàn ông này. Tương truyền xưa, dân gian thường véo von vẻ đẹp của nam nhân bằng câu ngữ mặt tựa Phan An, thì có thể xem Chu Nhật Minh chính là như vậy. Dù ở bất kỳ góc nhìn nào thì từ hàng lông mày đến sống mũi, ngay cả huyệt nhân trung cũng hài hòa với bờ môi gợi cảm vô hạn. Nhìn chung nhan sắc này, vài lời khó tả hết, chỉ có thể nói Chu Nhật Minh ngồi đây với cái khí chất tựa quỷ tựa vương này đúng là dụ hồn đoạt phách. Khi ấy, một ả ngồi trước bàn gần đó đã lâu, cũng có nghĩa là từ lúc anh bước đến, ả chưa hề rời mắt khỏi anh một giây nào. Ả khẽ liếc nhìn quanh một lượt, nhận ra vô số ánh nhìn đều không khác ả là bao, nhưng tuyệt nhiên chỉ dừng lại, vậy mà không dám đến gần. Ả tỏ ra một chút tự mãn, sau đó cầm ly rượu ở bàn mình rồi đứng dậy, tiến về phía Nhật Minh, táo bạo tự đưa tay vòng qua lên đặt lên vai của anh, đổ người áp gần lại, vẻ mặt tỏ ra đắc ý với những cô gái đang ngồi quanh đây nhìn kinh ngạc. Ả thì thầm vào bên tai của anh: "Ngồi một mình như vậy cô đơn lắm không? Để em ở đây bồi rượu cho anh nhé." Chu Nhật Minh từ lúc ả đi đến đặt tay lên vai, phả vào mặt anh cái hơi thở có mùi men rượu, tuyệt nhiên vẫn không tỏ ra một chút cảm xúc nào. Mâu quang mắt phượng hướng nhìn vẫn thẳng trước. Ly rượu trên tay lần này đưa lên miệng, uống một hơi đã cạn, rồi nhàn nhạt mà nói: "Mùi nước hoa rẻ tiền trên người của cô làm hỏng vị rượu của tôi rồi." Ả nghe như vậy thì điếng người lại, có một chút ngượng, một chút nhục xen lẫn khiến cơ mặt trở nên cứng ngắc. Khi ấy Nhật Minh mới quay sang nhìn ả, ánh mắt như một tảng băng lạnh muốn thổi cóng đối phương, mà gằn nhẹ một chữ: "Cút." Ngữ điệu tưởng như nghe từ 9 tầng mây bên dưới. Ả ta giật nảy mình lùi lại đến mức chân vấp phải mà ngã xuống sàn. Giờ thì ả ta đã hiểu tại sao những cô gái ở đây dù là ái mộ dung mạo của anh nhưng tuyệt nhiên không dám đến gần, bởi vì người đàn ông này trông xa thế quân vương, lại gần đúng là ma quỷ. Lúc này một bàn tay đến đỡ ả ta dậy: "Cô gái, không sao chứ? Thật là ngại quá, hôm nay bạn tôi có chút chuyện buồn bực, hãy tôi mời cô ly rượu để thay lời cậu ấy xin lỗi nhé." Ả ta quả thực đã sớm bị dọa đến mất cả hồn vía, đỡ được lên là liền vội vàng quay người bỏ đi, mà không còn để tâm đến người bên cạnh, lúc này cũng là một tuyệt sắc mỹ nam. Ngô Vũ Hưng ở đấy nhìn ả rời đi lại thở dài, tỏ ra một chút tiếc nuối trà phúng, sau đấy bước đến chiếc ghế đối diện Nhật Minh mà ngồi xuống. "Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, với phụ nữ thì phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ." Anh không để tai lời của cậu ta, chỉ với lấy hai chai rượu rót vào ly rồi uống tiếp. Vũ Hưng lúc này mới nhìn đến chai rượu, phát hiện chỉ còn một chút long đen mà kinh ngạc cầm lên nhìn. "Mới vậy mà uống hết rồi sao? Xem ra hôm nay tâm sự không hề nhỏ." Cậu ta đặt chai rượu xuống bàn, sau đó nhìn đến anh mà hỏi: "Nói đi, có chuyện gì?" "Tâm sự hôm nay của Nhật Minh có lẽ anh không muốn ai nhìn thấu. Gọi Vũ Hưng đến đây chỉ muốn kiếm người uống rượu cùng, nên tuyệt nhiên chẳng hề có ý định mở lời với cậu ta." Ngô Vũ Hưng vốn dĩ ban đầu còn tưởng anh phiền não vì chuyện công ty, nhưng nhìn tình trạng này thì xem chừng không phải là chuyện nhỏ, nên bắt đầu tỏ ra lo lắng. "Nhật Minh, xảy ra chuyện gì sao?" Câu hỏi thứ hai anh vẫn không trả lời, tiếp tục cầm chai rượu rót. Dung tích còn lại không đủ, liền phất tay gọi phục vụ đem đến. Vũ Hưng thấy vậy vội vàng đưa tay cản anh lại. Cậu ta thật sự thấy không ổn, bởi đây là lần đầu tiên trông cái bộ dạng này của anh. "Nhật Minh, uống vậy là đủ rồi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Anh hất tay cậu ta ra, sau đó vẫn rót ly rượu đầy áp tâm tình đưa lên miệng uống cạn một hơi rồi đặt mạnh xuống bàn. Lúc này khẽ ngả lưng dựa vào thành ghế, mắt nhắm lại, cảm nhận được men cay đang xâm chiếm vào mọi ngóc ngách nội tâm của mình mà lên tiếng: "Vũ Hưng, tôi cảm thấy bản thân mình rất tệ." "Cậu làm tôi sốt ruột đấy, mau nói ra được không?" Nhật Minh thở mạnh một tiếng, một chút bất lực lộ rõ trong đáy mắt. "Không nói được." Vũ Hưng càng lúc càng bị người bạn của mình làm cho muốn điên lên, cậu ta phải vội vàng đứng dậy đi sang phía anh. "Rốt cuộc là chuyện gì mà không thể nói được? Trước giờ chúng ta đều không giữ bí mật với nhau, có đúng không?"
Nhật Minh lúc này chậm rãi đưa mắt nhìn sang cậu ta, trầm mặc với cái ánh nhìn nặng trĩu. Đến ngay cả Vũ Hưng chỉ cần thấy ánh mắt đó của anh cũng nhận ra được sự việc nghiêm trọng đến mức nào. Vũ Hưng, cậu nói xem, thứ muốn quên nhất là gì? Cậu ta nghe vậy khẽ nhíu mày rồi cũng trả lời, tất nhiên là chuyện không vui rồi. Không, là người. Ngô Vũ Hưng thật sự không hiểu hết hàm ý của anh, mà Nhật Minh lại hỏi tiếp, thứ không đáng để tâm nhất là gì? Vậy chắc là người không tốt. Không, là tương tư. Vũ Hưng phải nói là kinh sợ một phen. Nhật Minh, cậu... Để tôi uống đi, chỉ hôm nay thôi là hết rồi. Cậu ta đến bây giờ vẫn không hiểu được rốt cuộc là anh đã gặp phải chuyện gì. Nhưng Nhật Minh không nói thì Vũ Hưng cũng chẳng thể cho anh một lời khuyên. Cuối cùng chỉ đành mặc anh thâm sự với Diệu. Cuộc đời của Chu Nhật Minh có lẽ đây là lần đầu tiên cảm thấy sợ. Sợ bị người khác nhìn thấu, càng sợ nói ra bị người khác chê cười. Nửa đời của anh không tự cao tự đại, nhưng cũng xem mình quang minh lỗi lạc. Không có việc gì mà không thể nói được với người. Giờ thì hay rồi, không những không nói được, lại còn tự mình chế nhạo mình, một kẻ lòng dạ bất chính ngay cả với em gái. Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, vừa thấy nực cười lại thấy cả đê tiện. Thế mà anh lại đối với Chu An Chi bằng cái thứ tình cảm như vậy. Điều này anh không ngờ tới, lại càng không muốn nói tới. Cố đoạn nhưng đoạn không nổi, muốn dứt nhưng dứt mãi không được. Ngoài né tránh cô ra anh không thể làm gì. Nhật Minh muốn hôm nay mượn rượu rồi sẽ chôn chặt tâm tư mình cả đời. Biệt thự nhà họ Chu lúc này khá tĩnh lặng, đến mức tiếng bước chân lên bậc thang của ai đó còn vang rõ một một. Dì Lý đi đến trước cửa phòng đưa tay lên gõ. Vài giây sau cánh cửa liền mở ra. Bà chủ, bà tìm tôi. Dì Lý, mau vào đây. Tô Ngọc Dung đi vào bên trong, dì Lý cũng bước theo, cánh cửa được khép lại. Khi ấy Tô Ngọc Dung quay người nhìn dì ta, dè chừng lên tiếng. Dì Lý, tôi muốn hỏi dì một chuyện. Chuyện gì vậy bà chủ? Chuyện Thiên An bị cháy năm đó. Dì ta nghe vậy vẻ mặt cũng sửng sốt. Tô Ngọc Dung vội nói tiếp. Lúc đó hoảng loạn quá nên tôi cũng quên mất một chi tiết. Dì Lý, dì có nhớ được hôm đó rốt cuộc đứa trẻ túm được có phải là con nhỏ An Chi không? Dì ta lúc này mới ngẩn ra suy nghĩ mà trả lời. Hôm đó tối quá, hơn nữa bà chủ, khi đấy chúng ta chỉ biết con bé An Chi ở trại trẻ Thiên An, chứ không biết rõ mặt mũi con bé thế nào, ngoài vài dấu vết nhận dạng do người của chúng ta miêu tả qua. Nhưng lúc đấy, khi người của chúng ta hỏi nó có phải tên An Chi không, thì con bé nó cũng không chối. Vậy nó có nhận không? Dì Lý lắc đầu. Không nhận, cũng không chối. Lúc đó cũng dễ hiểu mà bà chủ, có người tìm muốn hại nó thì làm sao mà nó dám nhận. Nhưng hôm nay An Chi nó kể lại, năm đấy nó chạy được là nhờ một đứa bạn cứu. Tôi cũng đã nhờ người tìm hiểu lại vụ cháy năm xưa. Cảnh sát cũng nói lời khai của An Chi đúng là như vậy. Họ nói con bé kể bạn nó tên là Kim Nhã đã giúp nó chạy thoát. Nhưng thực ra đó chỉ là lời khai của một đứa trẻ. Ai cũng tin lời trẻ con là thật. Nhưng rốt cuộc Kim Nhã còn sống hay An Chi còn sống thì chỉ nó mới biết được. Chuyện này nhất định phải điều tra. Dì đợi ngày mai nó ra ngoài thì lẻn vào phòng của nó, lấy bất cứ thứ gì có thể đem đi xét nghiệm được cho tôi. Vâng, bà chủ. Bọn họ ở trong đó xỉ xào to nhỏ, không biết rằng ở bên ngoài cửa một bóng người đang áp tai lắng nghe rồi vội vàng trở về phòng của mình. Chủ An Chi trong trạng thái khá gấp rút đóng cửa phòng lại, rồi đi lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc. Bên kia vừa có tín hiệu cô liền nói. Dì Cẩm, Tô Ngọc Dung đã bắt đầu điều tra rồi. Bà ta nghi ngờ gì sao? Trước giờ bà ta vẫn luôn nghi ngờ, nhưng có lẽ lần này phát hiện ra gì đó. Con cần dì giúp chuyện. Mau nói đi. Trong căn phòng nhỏ nhưng lại chứa đầy dẫy những toan tính, kế hoạch ban đầu của họ dần dần được thúc đẩy gấp rút. Chuyện này trông chờ cả vào dì đấy. Yên tâm, dì sẽ không để xảy ra sai sót nào. Khi ấy An Chi nghe thấy tiếng xe chạy vào trong sân, đoán được Nhật Minh trở về liền vội vàng nói. Dì Cẩm, con tắt máy đây, ngày mai chờ tin tốt của dì. Sau câu nói đó An Chi cũng tắt điện thoại rồi vội vàng trở ra ngoài. Cô nhìn thấy Ngô Vũ Hưng đang đỡ lấy Nhật Minh ra khỏi xe mà tiến lại.
Anh ấy bị sao vậy? Vũ Hưng nghe thế liền nói, An Chi, đỡ cậu ấy về phòng đi, Nhật Minh say quá rồi. An Chi vội vàng đưa tay đón lấy Nhật Minh, cả người anh mùi rượu nồng nặc mà gục mặt trên vai của cô. Sao lại uống nhiều vậy? Cũng không biết là cậu ta bị làm sao nữa, tương tư cô gái nào thì phải, dù tôi có hỏi gì cũng không nói, cô giúp tôi đưa cậu ấy về phòng đi. An Chi nghe vậy bỗng sững lại vài giây rồi vội vàng gật đầu một cái. Vũ Hưng cũng ngồi vào trong xe, lái rời khỏi biệt thự. Cô lúc này mới nhìn sang anh, sau đó cố vực Nhật Minh dậy thẳng để dìu đi. Anh khi ấy cũng ngẩng mặt nhìn lên, gương mặt của cả hai cận kề đối diện nhau. An Chi có chút lo lắng hỏi, Nhật Minh, anh có đi được không? Em đưa anh về phòng nhé. Lời nói của cô hơi thở nhẹ nhàng, cả hương thơm thoang thoảng trên người An Chi và lúc này đối với Chu Nhật Minh quả thực là một liều thuốc giải rượu. Ánh mắt của anh say mềm, say đến nỗi trong đôi đồng tử chỉ còn thấy gương mặt của cô đang nhân lên rất nhiều. Đôi mắt to tròn dưới hàng mi cong vút, sống mũi thon gọn, xuống bờ môi cánh đào đỏ mọng, khiến Nhật Minh gần như bị đánh mất đi tôn nghiêm cuối cùng của mình. Yết hầu của anh chạy dọc xuống một đường tuyệt đẹp. Chỉ là sau đó anh bất chợt quay đi, gạt tay của cô ra khỏi người mình, rồi nói với chất giọng khàn khàn, không cần đâu. Dứt lời anh cũng bước thẳng vào trong. Mà An Chi ở phía đấy vì sự khước từ này mà cảm thấy như lồng ngực bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở. Cô không hiểu vì sao lại như vậy, chỉ biết là không thích bị anh đối xử thế này. Nhật Minh, có phải là anh rất chán ghét em không? Đụng việc gì là gây phiền phức cho việc đó phải không? Câu hỏi của cô khiến anh khựng bước. Nhật Minh không quay người lại, dùng chính bóng lưng của mình để làm lá chắn. Em nghĩ nhiều rồi. Hôm nay Faris đã đồng ý chuyện hợp tác, chỉ là vui quá nên uống vài ly, say rồi sợ làm bẩn người em thôi. Muộn rồi, nghỉ sớm đi. Nói rồi anh cũng hướng thẳng về phía lầu mà bước lên. An Chi ở đấy nhìn theo khi bóng lưng của anh khuất hẳn. Cô chợt cảm thấy khóe mắt trở nên cay xè. Vài giây sau, nước mắt trượt dài xuống. Cô bất ngờ đến nỗi vội đưa tay lên quẹt ngang đi nó, nhưng lệ bên kia lại rơi ra. Đôi bàn tay nhỏ nhắn luống cuống vội gạt đi tất cả, mà tự hỏi với lòng mình, mày sao vậy? Kim Nhã, sao mày lại khóc? Dừng lại đi, mày không được khóc. Mặc dù cô đang thầm gào thét với chính bản thân mình, nhưng mọi thứ đều không chịu nghe sự chi phối của cô. Tuyến lệ, tâm trí và cả trái tim đều cãi lời mà sôi sục như chảo dầu trên bếp lửa. An Chi túm lấy ngực áo của mình, thầm chửi thề, đồ phản nghịch. Khi ấy, Chu An Chi trở về phòng của mình. Anh thả người ngồi xuống chiếc ghế sofa, khẽ nhắm mắt lại. Bên trong vọng đến lời nói khi nãy của cô. Không phải là cô phiền phức, mà là anh phiền lòng. Nhật Minh bật dậy rồi đi thẳng vào nhà tắm xả vòi nước, đưa tay hắt nước lên mặt của mình, kéo vớt sự tỉnh táo cuối cùng ở lại, rồi chậm rãi ngước nhìn lên tấm gương nhỏ trước mặt. Trong tấm phản chiếu chân thực ấy, một Chu Nhật Minh bằng xương bằng thịt, gương mặt vương những dòng nước chảy dọc xuống, đôi mắt chứa đựng chân tình thầm kín, nhìn đâu cũng thấy gương mặt của cô. Nhật Minh như phát điên lên, dùng tay tát nước lên tấm gương vẫn không xóa nhòa đi được. Cuối cùng như cuồng nộ mà vung tay đấm thẳng vào tấm gương, nứt toác ra từng mảnh. Nhưng kỳ lạ, mảnh nào cũng có cô. Anh say rồi, say thật rồi, lần say thê thảm nhất trong đời, không đứng dậy được, cũng không thể tỉnh được. Chữ tình này đúng là không có đạo lý, càng không thể đoán trước. Cho dù bỏ ra vạn phần tâm tư, ngàn phần đều là tâm ý, nhưng không đúng chính là không đúng, yêu sai chính là yêu sai. Sáng hôm sau, Chu An Chi tỉnh dậy với một chút quầng thâm nhẹ dưới đôi mắt. Cô sờ soạn một chút, sau đó xách theo chiếc túi mà trở ra ngoài, đi làm như thường ngày. Vừa đi lại phía chiếc xe mà Vĩnh Bảo đang đợi cô, liền bắt gặp Nhật Minh từ trong nhà đi ra. Bọn họ nhìn thẳng mặt nhau, cô nán lại nhưng anh thì cứ bước tiếp. Như vậy cho đến khi lướt ngang qua cô cũng không mở một lời nào. Vĩnh Bảo nhìn thấy anh thì liền cúi đầu chào. Cậu chủ, chưa thấy trợ lý Long đến, hay là cậu đi cùng xe với cô An Chi đi? Nhật Minh khi ấy đưa tay lên nhìn đồng hồ của mình. An Chi mới phát hiện trên tay anh có cuốn một miếng băng. Cô đi lại vốn định hỏi,
Nhưng khi đấy Nhật Minh lên tiếng: "Không cần đâu, cậu ta đến rồi." Lời vừa dứt, một chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự. Anh liền đi thẳng ra ngoài. Mãn Chi ở đấy, lời còn chưa nói ra tới cửa miệng đã phải thu lại. Vĩnh Bảo lúc này cũng nhìn sang cô: "Cô An Chi, chúng ta cũng đi thôi." An Chi nghe vậy khẽ gật đầu một cái, sau đó cũng mở cửa xe ngồi vào. Khi tất cả bọn cùng rời khỏi biệt thự, một bóng người đã dõi theo khá lâu, trước đó mới lén lút rời đi, rồi hướng thẳng đến phòng của An Chi, đẩy cửa bước vào. Tại Thiên Mỹ Hương, sáng nay toàn bộ nhân viên công ty được thông báo về việc ngài Faris đã đồng ý hợp tác với Thiên Mỹ Hương trong dự án mới có tên Scaris Love. Công ty sẽ tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng cho sự hợp tác lần này, đồng thời cũng là họp báo công bố dự án sắp ra mắt thị trường. Buổi tiệc diễn ra trong 2 ngày 1 đêm, được tổ chức tại khách sạn 5 sao Rose trên bờ biển cách trung tâm thành phố 30 km. Tại căng tin của công ty, mọi người nhốn nháo bàn tán, tất cả đều hào hứng với buổi tiệc này. Mặc dù biết ai cũng có công việc, nhưng đặc quyền của nhân viên trong công ty là được bao toàn bộ chi phí ăn ở. Thế nên bọn họ đều coi đây là chuyến đi nghỉ dưỡng hàng năm của công ty vậy. Khi mà ai cũng đang bàn tán nên xem mặc gì, mang gì, thì ở một vị trí bàn tách biệt, chú An Chi ngồi đó nhấm nháp ly cà phê, dáng vẻ rất điềm đạm, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được một chút căng thẳng, mà nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang để trên bàn của mình, như chờ đợi một cuộc gọi của ai đó. Khi ấy có vài nữ đồng nghiệp đi lại, trên tay cầm theo một ly cà phê. Đoạn đến bàn của cô, một người cố tình vấp chân để thuận tiện hắt cái thứ chất lỏng màu nâu đấy lên người của cô. An Chi vì bất ngờ nên theo phản xạ đứng bật dậy lùi lại. À ta liền tỏ ra vô tình mà vội nói: "Ôi, tôi xin lỗi." Lúc này bọn họ mới nhìn thẳng mặt nhau. À ta sau đấy lộ rõ một thái độ châm biếm mà tiếp lời: "Ôi, xin lỗi. Tưởng ai, hóa ra là nhân viên mới của phòng hành chính, chú An Chi phải không?" Thấy bọn họ vốn chẳng có ý tốt gì với mình, cô chẳng muốn đôi co qua lại. An Chi sau đó cầm lấy điện thoại của mình định rời đi. Nhưng khi cô vừa mới đưa tay ra thì bất ngờ một ly cà phê hắt thẳng lên cái điện thoại đang để trên bàn của cô. "Ôi xin lỗi nhé, không may thôi." An Chi cố hít thở thật đều rồi nhìn sang bọn họ: "Mấy người muốn gì?" "Muốn gì sao?" Một người lặp lại, sau đó bọn họ nhìn nhau cười. "Chúng ta muốn gì nhỉ?" "Nếu đã không muốn gì thì tôi không rảnh ở đây xem các người diễn kịch đâu." An Chi cầm lấy điện thoại của mình quay đi, thì lúc đấy một người trong đám kia lên tiếng: "Nghe nói để vào được đây, cô đã leo lên giường với một cấp trên nào đấy, đem thân để kiếm chống lưng, đúng là không ai mặt dày như cô. Bảo sao mới có vài ngày thế mà đuổi được Hạ Vân, cái ghế trưởng phòng hành chính hiện giờ đang trống đấy, không phải là đợi cô làm ấm giường rồi mới cất nhắc lên chứ?" An Chi nghe vậy sửng sốt quay mặt lại nhìn bọn họ. Cô không biết đám người này rốt cuộc là nghe những điều ấy ở đâu, nhưng những gì họ nói thật là đáng kinh tởm. Vốn định lên tiếng phản bác lại thì bất ngờ lúc này một làn nước lạnh ở đâu hắt thẳng vào mặt nữ đồng nghiệp kia, khiến ả ta giật thót a lên một tiếng. Hy vọng ly nước chanh này khử được mùi trong miệng của cô. An Chi cùng tất cả kinh ngạc nhìn đến người vừa mới làm ra hành động này. Một người phụ nữ tầm 40 tuổi, ăn mặc khá thời thượng, trên người chị ta thoảng một mùi nước hoa của Thiên Mỹ Hương. An Chi nhìn thấy liền sửng sốt. Mặc dù cô không gặp bao nhiêu lần, nhưng cô biết chị ta, người phụ nữ duy nhất dám công khai đối đầu với Võ Bội Ngọc ở công ty, là Khương Diệp Tâm, giám đốc của phòng pháp chế. Khi ấy ả bị hắt nước cũng tức giận trợn mắt lên: "Diệp Tâm, chị bị điên sao?" Khương Diệp Tâm đứng ở đấy, cả người chị ta toát lên một vẻ sang trọng: "Thế nào, hắt nước vào người khác được, người ta hắt lại thì lại xù lông lên sao? Tú Giang, tính khí của cô vẫn khó chịu như vậy, phải thay đổi đi mới có cơ hội được trèo lên giường của đàn ông to chứ." Trịnh Tú Giang nghe vậy tức đến đỏ cả mặt: "Chị Diệp Tâm, trước giờ tôi và chị nước sông không phạm nước giếng, lần này chị như vậy
là muốn đối đầu phải không? Sao? Thế cô ta đuổi được Hạ Vân, kia gai trong mắt của chị giờ đang hả dạ lắm đúng không? Nhưng chị quên Bội Ngọc vẫn còn ở à? Khương Diệp Tâm vẫn bình thản mà đáp lại. Bội Ngọc còn ở đây thì sao? Là tôi phải sợ và không dám hắt ly nước vừa rồi vào mặt cô sao? Khi ấy, một giọng nói khác cũng vang lên. Chà, ngồi không tôi cũng bị người khác nhắc đến. Khương Diệp Tâm, có phải là cô nhớ tôi quá không? Mọi người nghe giọng nói đấy liền nhận ra là của ai. Bọn họ hướng mặt nhìn đến. Diệp Tâm cũng quay sang, thái độ chị ta tỏ ra bình thản đến lạ thường, còn nhàn nhã cười. Bội Ngọc đây mà, tôi đúng là nhớ cô muốn chết đấy. Chúng ta quả thật là tâm ý tương thông. Tôi mới nhắc đến tên của cô là cô đã xuất hiện còn linh hơn cả gọi vong. Võ Bội Ngọc mặt vẫn không biến sắc. Sao thế? Ngày ngày ăn lại đồ của tôi mà vẫn còn nhớ tôi sao? Diệp Tâm, cô tham lam quá rồi đấy. Hay là đồ ăn dạo này ôi rồi, nên giận dỗi vu vơ sang tôi đã dùng không tốt mới để cho cô? Cô lại nói đùa rồi. Sao tôi giận dỗi cô được chứ? Tôi còn lo cho cô nữa đấy. Cứ sợ cô nhằn mãi miếng thịt không phải của mình mà không chịu nhả ra. Bội Ngọc, là lúc nào rồi mà cô vẫn còn thèm tiếc như vậy? Hay là tôi mời cô đến nhà ăn một bữa cơm đầy đủ nhé? Võ Bội Ngọc từng bước tiến lại gần Diệp Tâm, cho đến khi cả hai người họ chỉ cách nhau một khoảng ngắn, Bội Ngọc mới nói bằng một thanh âm vừa đủ. Khương Diệp Tâm, mài răng cho tốt vào để cố mà gặm chặt miếng xương tôi nhả ra. Khương Diệp Tâm nghe vậy lại cười nhếch một cái, sau đó ghé mặt lại gần với Bội Ngọc. Bội Ngọc, dạo này cô già đi nhiều rồi, già lão hóa hết, có phải là não cũng giãn ra rồi không? Làm gì có miếng xương nào ở đây? Là do cô ngu thôi. Tốt nhất ý, là nên rời khỏi đây trước khi tôi cao hứng mà ôn lại chuyện cũ với cô đấy. Đừng tỏ ra là mình vẻ vang, trên mặt cô cũng đầy nếp nhăn rồi đấy. Nói xong câu đó, Võ Bội Ngọc cũng quay người rời đi. Mà đám đồng nghiệp nữ kia, cả người nhếch nhác cũng không nán lại để soi mói nữa, liền theo chân của Võ Bội Ngọc. Sau khi bọn họ rời đi hết, Khương Diệp Tâm cũng chẳng nhìn qua cô lấy một cái mà quay đi. Nhưng An Chi vội lên tiếng. Chị Tâm, cảm ơn. Diệp Tâm dừng lại, sau đó gương mặt khẽ trách về sau một chút. Đám đồng nghiệp nữ đó là người của Bội Ngọc. Trước giờ tôi cũng không ưa họ, thấy chướng mắt nên muốn gì làm đấy thôi, không cần phải cảm ơn tôi. Nói rồi Khương Diệp Tâm cũng rời đi. An Chi lúc này mới sực nhìn xuống người mình đã dính đầy cà phê, liền vội vàng đi vào nhà vệ sinh sửa soạn lại một chút. Thời điểm ấy, trước cổng một phòng xét nghiệm ADN uy tín, chiếc xe sang trọng dừng lại ngay đó. Tài xế đi lại phía sau mở cửa. Tô Ngọc Dung bước ra ngoài trong cái dáng vẻ quý phái mà đi vào. Lúc này, một người đàn ông từ bên trong cũng đi ra đón. Chị Dung, chị đến rồi. Tô Ngọc Dung nhìn người đàn ông đó có chút khẩn trương. Trọng Dũng, tôi đem vật mẫu đến đây. Bao lâu sẽ có kết quả? Chị yên tâm, ở đây đều trang bị đầy đủ thiết bị tiên tiến. Em sẽ cố gắng cho ra kết quả sớm nhất cho chị. Ngọc Dung gật đầu một cái, rồi vội vàng mở lấy túi sách, lấy ra một túi zip nhỏ, trong đấy chứa vài sợi tóc mà đưa cho người đàn ông kia. Chỉ là còn chưa kịp đến tay, bất ngờ một bóng người từ ngoài chạy vào đâm sầm vào Tô Ngọc Dung, khiến bà ta ngã dồn về phía trước. Đứng lại, con khốn kia, dám ăn cướp giữa ban ngày ban mặt à? Sau tiếng quát tháo ấy là một người đàn ông tướng tá to béo xông vào, mà người vừa đâm vào Tô Ngọc Dung liền sợ hãi bỏ trốn sau lưng bà ta. Nhân viên của phòng xét nghiệm vội vàng đi ra cản lại người đàn ông kia. Này anh, mời anh ra ngoài cho. Gã to béo chỉ tay về phía Tô Ngọc Dung. Bà con khốn kia ra đây, mới bày hàng ra mà nó đã chạy qua cướp luôn hai miếng bánh. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Tô Ngọc Dung, thấy sau lưng bà ta là một người phụ nữ đầu tóc rũ rượi, che gần hết cả gương mặt, quần áo lôi thôi, trên tay đúng là cầm hai miếng bánh đã nhem nhuốc bẩn. Ngọc Dung khi ấy cũng sửng sốt, tránh xa người phụ nữ đó mà đứng dậy phủi quần áo của mình. Còn không mau đuổi cô ta ra ngoài đi, gây chết đi được. Trọng Dũng nhìn người phụ nữ đó dáng vẻ khổ sở, sau đấy bảo nhân viên lấy tiền trả cho người đàn ông kia. Tô Ngọc Dung thấy thế, nhìn đến người phụ nữ đó quát, còn không mau đi đi.
Lúc này, người phụ nữ mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn bà ta, để lộ ra nửa gương mặt với vết bỏng đã nhăn nhúm, khiến Tô Ngọc Dung kinh sợ phải lùi lại. Mau đuổi cô ta đi, trông không khác gì con quỷ. Sau đó, nhân viên của phòng khám phải đi đến kéo người phụ nữ đó ra ngoài. Ngọc Dung đứng ở bên trong nhớ lại gương mặt lúc đó mà còn thấy ớn lạnh, rùng mình một cái. Bà ta sau đó bỗng sực nhớ ra một thứ, đảo mắt nhìn quanh rồi cũng thấy túi đựng vật mẫu bị rơi xuống sàn mà nhặt lên. Được rồi, Dũng, mau đem nó đi xét nghiệm đi. Người đàn ông đó nhận lấy mẫu vật mà gật đầu. Vậy chị ngồi đây uống nước chờ nhé. Ừ, nhanh lên đi. Trọng Dũng cầm theo vật mẫu đi sâu vào bên trong. Khi ấy, ở bên ngoài cửa phòng khám, người phụ nữ có một bên gương mặt nhăn nhúm ấy vẫn còn đứng đó nhìn vào trong, nửa khóe miệng lộ ra, dần dần cong lên một nét cười. An Chi khi ấy ở trong phòng vệ sinh cố gắng mãi cũng chỉ làm vết cà phê mờ đi, chứ không mất hẳn đi được. Cô đành thở dài một tiếng rồi rửa tay. Lúc này chuông điện thoại cũng vang lên, An Chi liền vội vàng nghe máy. An Chi, chuyện con nhờ gì đã xong rồi? Cô lúc này mới thở phào một tiếng, ánh mắt trở nên xa xăm. Tối qua, sau khi nghe được cuộc nói chuyện của Tô Ngọc Dung với dì Lý, cô biết nếu như không thể khiến Ngọc Dung hoàn toàn tin cô chính là Chu An Chi, thì bà ta chắc chắn sẽ không buông tha. Thay vì tìm cách ngăn cản chuyện bà ta muốn làm, không bằng cứ thuận theo ý của bà ta vậy. Sáng nay, cô cố tình để lại vài sợi tóc kẹt lại trong chiếc lược nhỏ để ở trên bàn, vị trí dễ nhìn thấy nhất, nên dì Lý có vào nhất định sẽ đem nó đi, không phải mất thời gian tìm kiếm vật mẫu khác. Cô biết kiểu gì Tô Ngọc Dung cũng tự đem vật mẫu đi, vì bà ta muốn đảm bảo quá trình không xảy ra sai sót. Thế nên đã nhờ dì Cẩm bố trí sẵn người theo dõi ngay trước cổng, chỉ cần thấy Tô Ngọc Dung đi ra thì bám ngay theo, tùy theo tình cảnh mà phải nghĩ cách đánh cháo vật mẫu bằng một cặp vật mẫu cha con của người khác. Lần này, cho dù Tô Ngọc Dung không muốn tin thì cũng phải tin. Tối đấy tại biệt thự nhà họ Chu, gian phòng khách hôm nay có phần náo nhiệt. Chu Ái Phương ngồi trên ghế sofa, luôn tay mở những túi đồ và hộp quà rồi tỏ ra phấn khích. Nhiều đồ đẹp quá, thế này chắc một ngày em phải thay 5 bộ. Nhật Minh ngồi đấy nhìn em gái mình mà tỏ ra chán nản. Không phải là của mình em đâu, tất cả đều là chuẩn bị cho mọi người trong buổi tiệc tới đây. Ai chẳng biết, phải để em chọn vài thứ. Sau đó Ái Phương cũng liền đảo vài món đồ, mà lúc này Nhật Minh nhìn quanh như tìm gì đó lại không thấy liền gọi. Dì Lý. Một lúc sau dì ta vội vã chạy vào. Cậu chủ gọi tôi. An Chi đâu? Cô Chi đang ở trong phòng. Dì gọi em mới tới đây. Dì ta gật đầu một cái rồi quay người rời đi. Một lúc sau thì An Chi cũng đến phòng khách. Thấy cô, anh cũng lên tiếng. An Chi, em chọn vài thứ để tham gia buổi tiệc nhé. Cô nhìn những y phục và trang sức xa hoa ở trên bàn, sao cũng cảm thấy chẳng có chút hấp dẫn. Hay thật, An Chi vốn không thích mấy bữa tiệc hào môn này. Không cần đâu, em cũng đã chuẩn bị đồ rồi. Chu Quang Lẫm khi ấy ngồi góc đó đọc báo, lúc này cũng lên tiếng. Con nên chọn vài thứ đi. Bữa tiệc lần này rất quan trọng, không thể ăn mặc qua loa được đâu. Hôm đấy ba sẽ dẫn con đi gặp một vài vị khách quan trọng. An Chi nghe vậy vẫn tỏ ra lưỡng lự, nhìn đống đồ xa xỉ phẩm này. Nhật Minh lại thấy cô không chọn nên đứng dậy tự tay lựa vài túi đồ rồi đưa cho cô. Em cứ cầm đi, sẽ dùng đến đấy. An Chi nhìn xuống túi đồ trong tay của anh, chần chừ một lúc rồi cũng đưa tay ra nhận. Nhật Minh, anh... Nửa lời sau còn chưa kịp ra thì anh đã quay đi mà lên tiếng. Chuẩn bị cho buổi tiệc nên còn một số việc cần phải xử lý gấp, mọi người cứ tự chọn đi. Nói rồi Nhật Minh quay người rời đi, mà An Chi đứng đấy dần siết chặt quai túi trong tay của mình. Cô thật sự muốn biết tại sao thái độ của anh lại thay đổi như vậy. Không lẽ như Vũ Hưng nói, tâm tư của anh đã đặt hết vào một cô gái khác. An Chi quay trở về phòng của mình. Cô đi lại phía tủ mở cánh cửa, rồi lấy ra một hộp giấy mà trên nắp có in đậm logo của thương hiệu Dior. Cô đặt nó xuống giường, mở nắp ra, bên trong là một chiếc túi sách thời thượng. Mẫu mã này cô biết là bản mới ra của Dior. An Chi cầm nó lên xem, mở khóa, nhìn thấy bên trong mặt túi có dập hàng chữ chìm màu vàng nhũ, Chu An Chi. Ngón tay cô chạm nhẹ lên đấy,
miết qua miết lại cái tên đó, tâm tư lại rơi vào một vùng tĩnh lặng. Vài ngày sau buổi tiệc cũng được diễn ra. Ngày đầu tiên toàn bộ nhân viên phải có mặt ở khách sạn từ sáng sớm để chuẩn bị cho những gian hàng trưng bày sản phẩm, cho các tấm banner, áp phích, thiết lập những chương trình trong bữa tiệc và quan trọng hơn là chỉn chu trong khâu phục vụ và đón tiếp khách quan trọng. Gần hết một ngày, mọi người nhốn nháo cho khâu chuẩn bị. Đúng 6 giờ tối, tất cả đều khoác lên mình những bộ trang phục dạ hội để tham gia bữa tiệc. Tối nay, Chu An Chi lựa cho mình chiếc váy dạ hội màu đỏ, được thiết kế khá độc đáo với kiểu dáng lệch vai. Một bên tay dài, tạo bồng lên bằng van mỏng. Thân váy ở đường trước đến ngang đùi, khoe trọn đôi chân dài trắng nõn. Phần tà sau lại được thiết kế xòe đuôi trải dài trên mặt sàn. Kiểu dáng này cùng với tông màu của nó quả thực rất hợp với An Chi. Cái làn da trắng mịn như bạch ngọc ở sau lớp y phục càng được tôn lên một cách triệt để. Từng đường cong của vóc dáng được khoe rõ. Ba vòng chuẩn mẫu đến kinh ngạc. Gương mặt hôm nay được trang điểm khá sắc sảo, màu môi đỏ sẫm quả thực rất hợp với chiếc váy trên người cô. Dung mạo yêu kiều này vừa nhìn liền đem lòng mến mộ. An Chi xách theo một chiếc túi Dior size bé cùng màu. Nói đúng hơn là vì chiếc túi màu đỏ nên cô đã lựa chọn trang phục này cho mình. Chu An Chi đi đến hội trường của bữa tiệc, nhưng còn chưa bước qua cánh cửa thì bỗng từ bên trong có vài người đi ra chắn đường. Không phải là An Chi đây sao? Chà, đúng là vịt hóa thiên nga. Trước mặt cô là mấy nữ đồng nghiệp hôm trước. An Chi quả thực cảm thấy họ rất phiền phức. Cô cũng chẳng muốn gây chuyện nên cố lờ mà lách người đi vào. Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cô sang trái thì họ sang trái, cô sang phải thì họ sang phải. An Chi bực dọc thở mạnh một tiếng. Mấy người có thôi đi không? Sao lại bực tức thế làm gì? Chúng tôi chỉ muốn nghe cô thị phạm một chút bí quyết thôi mà. Sao? Mấy món đồ trên người này có phải là cũng dùng thân mà đổi không? Miệng của mấy người có phải dùng để ăn cơm không đấy? Tại sao lại hôi thối như vậy? Tú Giang trợn mắt lên với cô. Chỉ ít thì chúng tôi cũng không ti tiện đem thân đánh đổi như cô. Đó là các người tự nghĩ. Vậy cô nói xem, cô làm thế nào mà đuổi được Hạ Vân vậy? Cô ta gây chuyện thì phải chịu hậu quả, tôi không làm gì cả. Ở công ty ai mà không biết Hạ Vân là người của Bội Ngọc, mà sau lưng Bội Ngọc có chống lưng lớn. Trước giờ Hạ Vân có ngang ngược, nhưng không ai đụng được đến chị ta. Cô mới chỉ vào đã một phát tống cổ được Hạ Vân đi rồi. Chị ta nói cô cặp kè với ông lớn trong công ty, không sai chứ? An Chi lúc này mới hiểu nguồn gốc từ đâu. Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích hay chứng minh với mấy người. Tôi là ai? Muốn thì tự đi mà tìm hiểu. Nói rồi cô lách người sang một bên để rời đi. Nhưng Tú Giang bất ngờ túm cánh tay của cô để lại. An Chi vì đi giày cao gót, mất thăng bằng, dẫm phải tà váy mà ngã xuống. Túi sách trong tay của cô cũng văng ra. Tú Giang cười khẩy một cái, sau đó ngồi xuống đối diện với cô, với tay nhặt túi sách của An Chi mà xem. Chà, mẫu mới của Dior luôn này. Vừa nói, ả vừa mở khóa túi, thấy tên cô được dập ở bên trong. Còn được dập tên lên túi nữa kìa. Chu An Chi, cô thật là biết cách lấy lỗ làm lãi đấy. Lời vừa dứt, bỗng một giọng nói mang theo hơi lạnh truyền đến. Tiệc còn chưa diễn mà các người đã thích tạo trò rồi sao? Vừa nghe được giọng nói ấy, mọi người đều nhìn đến nơi phát ra tiếng. Chu Nhật Minh trong tây trang đắt tiền từng bước tiến lại. Theo sau anh là Cao Nhất Long. Tú Giang liền vội vàng đứng lên. An Chi cũng vội đứng dậy. Giám đốc. Anh nhìn ả ta rồi lại nhìn sang cô mà lên tiếng. Mấy người biết cô ấy sao? Tú Giang nghe thì liền trả lời. À giám đốc, đây là nhân viên mới của phòng hành chính. Chúng tôi đều biết. Cô là chân sai vặt của công ty mà. Nhật Minh khẽ nhíu mày một cái rồi nhìn đến ả ta. Thần sắc đanh lại mỏi mới chất giọng lạnh lùng. Có biết tên cô ấy là gì không? An Chi thưa giám đốc. Cả tên họ là Chu An Chi. Tú Giang vừa nói vừa cười tỏ ra rất hứng khởi, bởi vì không phải ai cũng có cơ hội trò chuyện với anh. Nhật Minh nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường, nét mặt lạnh lẽo vô cùng. Vậy có biết tên tôi là gì không? Giám đốc hỏi đùa sao?
Mọi người ở công ty ai mà không biết tên của giám đốc? Vậy thử nói xem. Túi Giang bắt đầu kỳ quái nhưng sau đó vẫn trả lời. Dạ, giám đốc là Chu Nhật Minh. Lúc này vẻ mặt của anh bỗng chuyển hóa sắc lạnh. Cô thấy sao? Túi Giang bị dáng vẻ ấy của anh làm cho kinh sợ. Đầu óc của cô ta chợt nảy xối rất nhanh. Chu Nhật Minh, Chu An Chi, không lẽ... Túi Giang không muốn tin vào những gì mình đang nghĩ, sau đó cười một cách méo mó. Hai người trùng họ sao? Họ Chu tuy không nhiều nhưng trùng cũng là chuyện bình thường. Nhận Minh quét một ánh mắt như lưỡi dao rạch ngang trên gương mặt của ả. Họ Chu đúng là không nhiều. Ở trong Thiên Mỹ Hương chỉ có 3 người. Hai người cô biết rồi đấy. Người còn lại cô đoán xem can hệ thế nào. Túi Giang bắt đầu cảm nhận được một luồng khí từ Bắc Cực thổi đến. Cổ họng khô khan mà nuốt xuống một đợt. Không lẽ thật sự là... Cô tên gì? Giám đốc. Tôi là Túi Giang. Lời vừa dứt, Nhật Minh nhàn nhạt buông nhẹ một câu. Nhất Long, báo với phòng nhân sự, sa thải. Đối với Túi Giang, lời của anh quả thực là dập tắt nguồn sống của ả. Công việc ở Thiên Mỹ Hương là ước mơ của rất nhiều người, và được đây vốn dĩ không hề dễ. Thế nên đã có được, nhất định phải sống chết mà giữ lấy. Giám đốc, cầu xin anh bỏ qua cho tôi. Tôi thật sự không biết An Chi là người nhà của giám đốc. Nhận Minh không để tai lời của ả, lại nhìn xuống chiếc túi sách trong tay của ả mà lạnh giọng nói. Một người như cô chắc cả đời cũng không đụng vào được những thứ đồ này. Muốn được thì đáng lẽ nên tu tâm tích đức, biết đâu trời còn thương cho. Nhưng con người của cô bẩn thỉu như vậy mà cầm vào nó thì làm mất cả mỹ quan của chiếc túi. Lau đi, lau sạch vết bàn tay của cô. Túi ra nghe vậy vội vàng nhìn quanh tìm kiếm một vật hỗ trợ. Nhưng có lẽ không tìm kiếm được gì nên ả ta liền lấy thân váy của mình, chiếc váy mà ả cũng tốn mấy tháng lương mới mua được, dùng nó lau túi của An Chi, sau đấy lại dùng thân váy lót đỡ túi mà đưa cho cô. An Chi, tôi lau sạch rồi đấy, cô mau cầm đi. Chú An Chi nhìn thái độ của ả như vậy có chút kinh ngạc, lại vừa ái ngại mà đưa tay ra nhận lấy túi sách của mình. Túi Giang sau đó liền nhìn qua Nhật Minh. Giám đốc, tôi có thể ở lại chưa? Câu hỏi của ả đối với anh đã tẩy tuột đi đâu mất. Nhật Minh cầm lấy cánh tay của An Chi. Theo anh. Chỉ nói một câu như vậy rồi cũng liền kéo cô đi vào trong bữa tiệc. Mà Túi Giang thấy anh không trả lời câu hỏi của mình thì liền nói với. Giám đốc. Anh lúc này dừng bước nhưng không quay người lại. Nhất Long, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, xử lý nhanh đi. Thứ mà công ty thải ra cũng đừng để nó làm ảnh hưởng đến công ty khác. Hàm ý trong câu nói của anh không phải ai hiểu hết, duy chỉ Cao Nhất Long. Cậu ta gật đầu một cái. Tôi biết rồi. Sau đó bước đến kéo Túi Giang đi. À, khi đấy vốn nghĩ rằng chỉ mất đi một nơi ở tốt, nhưng sau này mới biết ngay cả nơi trú chân tạm bợ cũng không còn. Lúc này Chu Nhật Minh kéo cô đi lại phía sân khấu chính, buông tay cô đứng đó. Còn anh sau đấy bước lên bục sân khấu, ở trước micro nhìn xuống mọi người mà lên tiếng. Các vị, trước khi vào buổi tiệc, tôi muốn công bố một chuyện. Dự án sắp tới đây, việc hợp tác với Faris công rất lớn là nhờ vào một người. Đó là em gái của tôi, Chu An Chi. Đối với những vị khách đã được mời đến trong bữa tiệc tư gia của nhà họ Chu, thân thế của cô không có gì là mới lạ. Chỉ có những nhân viên cấp dưới không có phận sự thì kinh diễm mà nhìn đến cô. Nhật Minh khi ấy cũng hướng toàn bộ ánh nhìn xuống người con gái bên dưới, dịu dàng lên tiếng. An Chi, em có thể lên đây được không? Cô nhìn anh, trong lòng vốn dĩ hôm nay có mục đích khi xách chiếc túi mà anh tặng tham gia bữa tiệc. Những ngày qua cô bị đám người dưới trướng của Võ Bội Ngọc gây khó dễ rất nhiều. Nếu không kiếm cơ hội trở mình thì cô thật sự không thể tiến lên được. An Chi vốn chỉ muốn xách theo chiếc túi có phần đắt đỏ lại đặc biệt ấy đến, nhả cho đám người đó một chút hàm ý về thế lực đang chống đỡ của cô, khiến họ biết không dễ mà dè chừng hơn. Nhưng thật không ngờ anh lại vì vậy mở trước mọi người công khai thân thế của cô. Nhật Minh thấy cô cứ đứng yên bất động, anh liền bước xuống đưa bàn tay ra trước mặt. Nào, đưa tay cho anh.
Thời khắc đấy cô lại nhớ đến buổi tiệc tư gia tối đó. Anh cũng như vậy, rất dịu dàng bước đến bên cô và đưa bàn tay ra trước mặt. Cho đến lúc này cô mới nhận ra, nghiệt ngã mà ông trời ban tặng cho cô không chỉ là thảm cảnh năm xưa, là mối thâm thù đại hận, mà còn vào những năm tháng cô chật vật với sóng gió cuộc đời, anh lại là người bước đến vén gọn hết những chơi vơi. Cô vẫn lựa chọn đặt bàn tay lên tay của anh, bởi vì đó vốn dĩ là sắp đặt của số phận, không có đường lui, càng không có năng lực từ chối người đàn ông này. Anh đưa cô bước lên sân khấu, nhìn xuống tất cả mọi người trong khán phòng lộng lẫy mà tuyên bố: sự hợp tác lần này đều là nhờ vào công của em ấy. Vậy nên trong dự án Scarlet Club sắp được công bố tới đây, An Chi sẽ là người trực tiếp tham gia cùng những nhà sáng chế của Thiên Mỹ Hương. Bắt đầu từ hôm nay, em ấy sẽ là thành viên của phòng năng lượng sáng tạo, cùng nghiên cứu, phát triển và hoàn thành Scarlet Club. Sự thay đổi nhân sự trong công ty một cách bất chợt khiến ai cũng kinh ngạc, chất là nhất là Chu Quang Lẫm. Mọi người bắt đầu xì xào to nhỏ, vài vị khách thì đi lại phía ông ta lên tiếng ca ngợi. Anh Lẫm, thật ngưỡng mộ anh, có đứa con gái tài giỏi quá. Anh Lẫm, chúc mừng anh, mong dự án sẽ thành công tốt đẹp. Chu Quang Lẫm đối với những lời đấy chỉ cười rồi cảm ơn xã giao. Ông ta sau đó có một chút thúc tiến trong bước đi của mình. Ở một vị trí khác cách đấy không xa, một người đàn ông trung niên ăn bận sang trọng đứng bên một cô gái trẻ có phần sắc sảo trong cách trang điểm. Gia Linh, con thấy cậu ta thế nào? Trần Gia Linh, con gái của chủ tịch tập đoàn thời trang GL mới thịnh hành. Cô ta quả thật từ lúc Nhật Minh bước vào đến giờ vẫn chưa rời mắt khỏi anh. Nếu anh ta mà không giới thiệu đó là em gái của mình thì con còn tưởng họ là một đôi cơ đấy. Trong ánh mắt của anh ta nhìn em gái có một chút cưng chiều, xem ra người anh trai này tính cách không tệ. Chu Quang Lẫm hôm nay mời khá nhiều người có địa vị trong thương trường. Ông ta ngoài mặt là công bố dự án mới, nhưng bên trong thực chất là đang tìm đối tượng phù hợp. Có lẽ ông ta đang cần một đối tác vững mạnh cho dự án, kéo dài và bền mối quan hệ hai bên, chắc chắn là sẽ dùng một cuộc hôn nhân thương mại để duy trì. Chu Quang Lẫm đang còn một cô con gái út nữa, nhưng đang độ tuổi ăn học. Vậy nên một là cậu ta, hai là cô em đó sẽ là người đứng ra tạo một mối quan hệ. Không cần biết là ai, nhưng mà nếu có thể kết giao được với người nhà họ Chu thì sẽ có lợi cho chúng ta đấy. Gia Linh nghe vậy lại mỉm cười. Thật ra con cũng đã chấm anh ta rồi, ba yên tâm, con sẽ không để miếng mồi này lọt vào tay của người khác đâu. Lát nữa ba sẽ dẫn con qua đó, từ giờ cứ ở sát bên cạnh ba. Con biết rồi. Khi ấy Chu Quang Lẫm đi lại phía An Chi, tỏ ra rất hài lòng mà nói: hóa ra chuyện hợp tác với Faris là con làm sao? Tại sao không nói với ba? Cô nghe vậy chỉ cười gượng: ba, chuyện này không có gì đáng nói mà. Làm được việc lớn như vậy sao lại không đáng nói? Bạn bè của ba đang khen ngợi con lắm đấy. Nào, đi cùng ba qua chào hỏi họ một chút. An Chi hoàn toàn không thể từ chối những việc này, nên sau đó đành đi theo ông ta. Chu Quang Lẫm đưa cô đến một bàn tiệc, mà nơi đấy ngoài một người đàn ông trung niên tướng tá cao to đứng bên cạnh người vợ Tây của mình thì còn có một cậu con trai cao ráo nổi trội với mái tóc màu vàng, vẻ ngoài trông vô cùng lãng tử phong tình, lại thêm gương mặt có phần lai Tây khiến cậu ta khá có sức hút. Anh Công, gia đình của anh ở đây thật sự làm bữa tiệc của chúng tôi long trọng hơn hẳn đấy. Chu Quang Lẫm cười nói rồi bắt tay với Vương Chí Công, một tài phiệt ở Mỹ và có sức ảnh hưởng lớn tại thị trường trong nước. Vợ của ông ta là Laura, người gốc Mỹ, con gái của một tài phiệt. Thế nên khi Vương Chí Công kết hôn với Laura, ông ta nghiễm nhiên cũng trở thành một thế lực lớn mạnh. Anh Lẫm quá lời rồi. Bữa tiệc hôm nay điểm chính vẫn là Thiên Mỹ Hương và những đứa con tài giỏi của anh. Gia đình chúng tôi chỉ là khách như bao người thôi. Anh Công lại khiêm tốn. Tôi cũng nghe nói vị thiếu gia này nhà anh Công cũng tài giỏi không kém. Vương Chí Công cười xã giao: thằng con trai này của tôi không có gì đáng để nói đến đâu. Tiện đây cũng giới thiệu với mọi người một chút, nó là Vương Tuấn Vũ, mới trở về được ít ngày thôi. Cậu ta theo phép lịch sự nhìn đến Chu Quang Lẫm và An Chi chào một tiếng. Quang Lẫm cười gật đầu, sau đó cũng giới thiệu: cậu Vũ, còn đây là con gái của tôi, Chu An Chi. Cô gật đầu với Tuấn Vũ một cái, cậu ta liền nói:
Tôi biết cô ấy. Lời của Tuấn Vũ khiến ai cũng kinh ngạc. An Chi phải nhìn chằm chằm cậu ta để cố lục lại trí nhớ của mình, nhưng hoàn toàn trống rỗng. Vương Tuấn Vũ khi ấy khẽ cười nhếch một cái. Gặp có một lần mới nói được một câu. Hôm đó tôi thấy chân cô ta bị thương nên lại hỏi có cần giúp đỡ không. Thì anh ta... Nói tới đấy, Tuấn Vũ lại hất mắt về phía Nhật Minh rồi tiếp tục. Anh ta hùng hổ bế xách cô đi như sợ tôi ăn thịt cô ấy vậy. Lúc đó tôi còn nghĩ hai người là một đôi cơ. Hóa ra chỉ là anh trai với em gái à. Anh trai cô cũng quản kỹ em gái quá nhỉ. Ngay tới đây, An Chi sực nhớ ra một cách mơ hồ. Tại vì cô cũng không ấn tượng với cậu ta là bao, liền ồ lên một tiếng. Anh không kể, thật ra tôi cũng không nhớ tới. Thế nào? Lúc đó thấy tôi giống một tên sở khanh sao? An Chi khẽ cười một cái. Thật ra lúc đó nhìn anh trông giống mấy tên con trai cá biệt phá phách trong xóm hơn. Tuấn Vũ khẽ nhíu mày. Tại sao? Nói sao nhỉ? Cái màu tóc của anh có phần hơi chổi. Ở chỗ chúng tôi không chuộng màu này. Chu Quang Lẫm thấy họ nói chuyện vui vẻ thì cười một cách khoa trương. Quen nhau là tốt rồi, vậy không còn gì cần ngại nữa. An Chi, con nên nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Tuấn Vũ là một chàng trai rất giỏi đấy. Con học hỏi cậu ấy rất tốt. Nói rồi, Chu Quang Lẫm khéo léo ấn tay vào eo cô như một sự ám hiệu bí mật. An Chi ngay khoảnh khắc đó đã hiểu ra một chuyện. Cô sớm biết Chu Quang Lẫm đón cô về là vì lợi ích thương mại cho ông ta. Nhưng qua bữa tiệc tư gia lần trước, mặc dù Quang Lẫm dẫn cô đi chào hỏi nhưng chưa bao giờ tỏ rõ thành ý với bất cứ đối tượng nào. Thời gian qua ông cũng không đả động đến. Hóa ra chính là chờ thời điểm này, đối tượng mà Chu Quang Lẫm chọn là tài phiệt Vương Chí Công. Nhiều ông cũng để cao cô quá rồi. Một người như cô có thể với tới được gia đình nhà họ sao? Chu Quang Lẫm quả nhiên suy nghĩ táo bạo. Tuy danh tộc của họ Chu ở trong nước không phải tầm thường, nhưng để so với tài phiệt Mỹ thì đúng là cóc ghẻ thịt thiên nga. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Yêu Giả Hóa Thật của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.